Đấy, dẫn mày đi đụng cát cho biết là điểm đại ca. Đi dễ quá, tao đi ngọn xi dê không đi đụng cát luôn đấy. Trên cái đồng cát này nó có cái cây gọi là cây đu chuột, ghê không? Ở trong cát vậy mà sống xanh luôn. Người dân Mũi Né họ nói cái này làm thuốc nè, mà tôi cũng họ biết lắm. Cát ở Mũi Né thăng thiết, cát trắng bao la. Trên này ở Mũi Né, trên này người ta làm mộ rất là nhiều đó, những mộ đó phía xa xa là biển. Đứng trên cái động cát này có thể nhìn thấy hòn rơm đó, cái hòn rơm phía xa đó. Khu bên này là bãi ở trước, bãi sau chứ, khu này bãi sau chứ. Khu này bãi sau. Quay ra đó là bãi sau. Ừ, bãi sau. Ở trên nhà mình lại bãi trước. Khu bên này nè, khu bên này mới bãi trước nè. Dạ. Đó, đúng rồi. Khu bên này là bãi trước. Nhìn ra biển xanh lắm luôn. Nó nóng, nó nóng. Cát trắng mênh mông luôn nha quý vị. Ủa cái hòn ngoài kia hòn gì ta? Hòn Lao á. Hòn Lao hả? Toàn bộ cái khu rộng lớn này người dân đã được kêu lên ký nhận là sẽ di dời mộ đó nha quý vị. Tức là khu này người ta có khả năng người ta đã mua để làm resort hết rồi, tức là mua từ hòn rơm qua hòn Lao luôn. Đó, cái động cát ghê lắm không? Khu này làm resort thì tuyệt đẹp rồi, biển bạc nhìn ra thấy biển xanh. Để đi lên tên này tí rồi. Cát không là cát. Mênh mông luôn. Ít có du khách nào mà đến đây mà biết, đến Mũi Né này mà biết cái đồng cát này. Chỉ có tôi tò mò tôi đi tùm lum. Đó, qua bên này biển xanh luôn à. Ồ, ai đốt gì có khói lên ta. Đốt cái gì lên khói tùm lum đó mày. Dạ. Đốt cái gì lên khói quá trời luôn. Không biết, mà. À, resort rồi hả? Dạ. À, vậy là toàn bộ dưới resort đúng không? Dạ. Còn cái cổng ở dưới là cổng gì đó? Dạ. Cái cổng đó sao giống cổng chỗ Miếu Bà quá vậy? Giờ sáng con lại xếp đi đó. Ủa, chỗ này Miếu Bà hả? Dạ. À, đúng rồi, chỗ này Miếu Bà đây. Đây là Miếu Bà. Miếu Bà. Bà Vàng. Miếu Bà Vàng. Ờ, Miếu Bà Vàng. Tôi có quay cái video về Miếu Bà Vàng, một con đường vô tuyệt đẹp. Khu đó là cái khu đó có thể nói là khu này là khu đẹp nhất Mũi Né nha quý vị. Hòn rơm không có ché đâu quý vị. Ở trên này là nguyên một động cát nè. Ở dưới cái miếu Bà Vàng ở dưới đó là một cái thung lũng. Ở dưới đó người ta cũng cho người rất là đẹp. Và resort nó đã lắng sát rồi, sát bên cái Miếu Bà rồi. Khu Miếu Bà còn rộng lắm. Ngoài qua cái cục này nè, qua cục này biển là thấy cái Hòn Lao nè. Tôi đã làm cái video rồi, mời quý vị coi cái video Miếu Bà Vàng. Còn đi quay về đây là cái khu lăng ông Nam Hải. Phải ông Nam Hải không ta? Đúng rồi. Để trước ta mà lên lăng ông Nam Hải. Giờ đi xuống dưới khu này nè, là nó có cái lăng ông Nam Hải. Nó nói chứ đi xa lắm á, cát khó đi lắm á. Chỗ này là cái chỗ có cái lăng ông Nam Hải. Khi mà có cá ông bị chết thì người ta đem về khu này người ta trồng. Đó, phía trong đó là cái đình để ta bỏ xác ở trong này. Khu này nó đẹp tuyệt vời luôn nha quý vị. Và khu này cũng không có du khách nào biết, người ta không tới đây đúng không nhỉ? Du khách đâu ai biết tới đây đúng không? Đấy, khu này là nó tách biệt ra đó. Chim nó kêu đó, hãy thấy một bầy chim không? Chim có cá đó. Đó, đẹp tuyệt vời luôn các bạn. Khu mà không có lăng ông á,
nó tiếp giáp với cái động cát luôn đúng không? Dạ. Khu này tiếp giáp với cái động cát lại nha quý vị. Theo người dân Mũi Né thì người dân Mũi Né họ ra đây họ câu cá nè, ngồi trên cái mỏm đá này câu cá nè. Còn cách đây nhiều năm cá nó nhiều đến nỗi mà chiều chiều mấy đứa nhỏ nó ra đây thôi, tức là biển nó đánh cá nó văng vô là mấy đứa nhỏ nó lụm về cá sống luôn nha quý vị, nó nhiều vậy đó. Bây giờ thì nó hết rồi. Đó, đẹp ghê không? Quý khách nào du lịch nào mà đến Mũi Né thì hỏi người ta khu 12 là khu nào, tới đó người ta dẫn cho đây, đẹp lắm. Ở tiếng chim nó kêu đó, mà cái chó nắng quá, xin tôi quay tôi không thấy chim đâu á. Ủa mày thấy chim đâu nhỉ? Có mà. Còn kia nằm ở đá này mà nó nằm dưới. Nó nằm dưới hả? Không á, nãy tôi thấy hai con ba bốn con bự lắm. Nãy nó bay bên đây này. Bên kia là cái làng chài đó. Làng chài đó. Khu 12. Xếp đi xem nhìn thấy cái làng chài không? Thấy, cái bờ đê đó. Thấy. Chuyện đó luôn đó là bờ đê khu 12 á. Rồi bây giờ đi lên trên này, đi lên trên cái khu nhà của cá ông. Đi biển. Đi lên luôn. Đó tàu ta đi đánh cá đó quý vị. Người ta tống mình tấu người ta lặn tôm chỗ này nè. Lặn tôm khu này à? Lặn tôm nữa, người ta lặn tôm nữa. À vậy. Tôm ta biết. Đây nè, khu lên đầm cát này nè. Dạ. Đúng không? Nào đi qua đây cúp bạn qua cúp đây là qua núi Bà Vàng á. Tôm miếu Bà Vàng. Núi Bà Vàng. Ừ. Quá đẹp. Rồi đi quay lại nhà đi. Dạ. Chỗ đình thờ. Đình thờ Nam Hải á. Ông Nam Hải. Ủa mà cái chữ nó mất tiêu rồi. Biết. Cái này là tu bổ lại nha quý vị, cách đây 3 năm tôi ra nó khác nha. Cái này tu bổ lại mới nè. Đó. Tôi nhớ là cái đình này cách đây 3 năm tôi thấy năm xây đình là năm 1976. Quay cảnh đó đó hả? Ờ. Ừ, từ đi ta coi. Chút ta quay. Mà bây giờ là tôi không thấy nha. Thằng nhân viên nó kêu ngoài đó quay có chứ. Đây nè. Ở đây có người gác nhưng mà họ đóng rồi, họ khóa cửa đây. Đây. Là cốt ông, cốt mấy ông cá đó. Là người ta để mày ta khóa lại nè. Đó, có chữ đó. Chữ Hán sao mà mình không biết. Hán văn là mình thua nha quý vị. Đó, câu đối thôi. Đó. Và đây người ta khóa cửa hết nè. Đó. Khóa cửa nè. Ừ, cái này là đẹp. À cái này là người ta tính những cái người mà từ thiện, người cúng á, những người cúng á trong phải từ thiện, xin lỗi quý vị. Đây. Những người góp công cúng kiến. À đây, năm 1975 nha quý vị. 75 chứ không phải năm 1976. Như vậy là cách đây 3 năm tôi nhìn lộn số 5 ra số 6, tôi đứng xa xa tôi nhìn. Làm cái này là năm 1975. Đứng đây là thấy nguyên một cái làng chài luôn nha quý vị. Cái làng chài bên khu 12. Quý vị nào ra đây muốn biết động cát, muốn biết lăng ông Hải Nam thì đi vô cái khu đây, bây còn chữ đây. Tức là đây cách đây 3 năm tôi đi tôi thấy cái này. Đây. Làng Nghĩa. Nam Hải. Nghĩa. Thạch Long. Đâu có chữ năm 1975 đâu nhỉ? Còn biết rồi, cái này còn lại nè. Ha? Thì cách đây 3 năm tao mày lên là cái chỗ này nè. À. Làng Nam Hải Thạch Long. Đứng ngay cái cột cờ này là nhìn. Thấy đẹp quá chứ. Đẹp quá đẹp. Thấy làng chài xa xa bên đó cũng xa gì. Nó giáp nè. Nó giáp con đường nè, thấy không? Nó chạy lèn. Ủa cái cục núi cao kia, cục núi gì mày biết không? Không biết không? Hả?